Chào quý vị, tôi tên là Lê Vinh Trần. Tôi là người Việt tị nạn có hai con. Đời sống của người Việt tị nạn với ngôn ngữ bất đồng, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong những thời gian trước đây, nhất là khi các con tôi và tôi gặp những chứng bệnh mà chính tôi không biết phải làm sao để hiểu biết thêm những căn bệnh đó. Sau khi làm việc tại Open Door Multicultural Family, tôi đã biết sử dụng nhiều thông tin về những căn bệnh và hiểu biết thêm về những cái bệnh lý thường thức hàng ngày qua chính phủ đã thiết lập Your National Network Library of Medicine. Chúng tôi muốn giới thiệu và mong mọi quý vị có những thông tin đó qua đây. Tôi xin hướng dẫn và giới thiệu đến quý vị với ba trang mạng được chính phủ thiết lập qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, đó là MedLife Plus, AdNormed và HealthRich. Để vào các trang mạng đó, quý vị cần có computer và internet. Quý vị cũng bắt tiếp biết thêm một chút Án ngữ để sử dụng. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị. Như đã thưa với quý vị trước đây, chúng ta sẽ đi vào cái website để chúng ta sẽ tìm ra những cái tin tức để tìm hiểu thêm về vấn đề bệnh lý của chúng ta. Thì ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị vào đó để quý vị có thể coi thêm. Quý vị có thể đánh vào mạng lưới với chữ www.medlineblus.gov, rồi quý vị bấm Enter. Chúng tôi xin nhắc lại www.medlineblus.gov. Sau khi quý vị đã vào đây, thì quý vị bấm vào Health Topic. Thì lúc mà sau khi quý vị bấm vào Health Topic, thì quý vị sẽ thấy ở trên này có chữ A, từ chữ A, B, C, D, D, E, F ở đây cho tới phần Z. Thì ở đây tất cả những cái thông tin mà quý vị muốn tìm ra hiểu ra bệnh lý, ví dụ cái chữ cancer chẳng hạn, thì quý vị bấm C. Tuy vậy, ở đây họ đã có những cái chứng bệnh rất là thông thường để cho quý vị tìm hiểu. Ví dụ như quý vị bấm vô cái bệnh ung thư chẳng hạn, có nghĩa là cancer, quý vị bấm vào đây. Thì sau khi quý vị bấm vào cái chữ cancer, thì quý vị sẽ thấy nó hiện lên nhiều cái loại bệnh cancer. Và trong đó, quý vị có thể bấm một trong những cái cancer phổ biến. Cancer như thế nào? Thì ở đây người ta cũng sẽ hướng dẫn cho quý vị. Ở bên phải của quý vị kéo xuống, thì quý vị sẽ thấy ở đây có nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ được dịch ra từ tiếng Anh. Thì quý vị đánh vào đó, sau khi quý vị đánh vào đó, thì quý vị sẽ thấy tiếng Việt ở đây. Và quý vị đánh vào cái phần tiếng Việt. Sau khi quý vị đánh vào ở đây thì quý vị sẽ thấy chữ cancer, nghĩa là bệnh ung thư, bằng Anh ngữ. Trước tiên quý vị thấy bằng Anh ngữ thì quý vị kéo cái phần đó xuống cho tới chừng quý vị thấy tiếng Việt ở đây. Thì đây là quý vị thấy tiếng Việt và quý vị sẽ đọc để quý vị hiểu biết thêm ung thư là như thế nào, tại sao cái triệu chứng ung thư và các dạng ung thư như thế nào. Thì đây là một trong những cái căn bệnh mà có thể quý vị thấy được và biết thêm. Rồi nếu mà quý vị muốn biết thêm về những cái chứng bệnh khác thì quý vị có thể trở lại đầu tiên để quý vị đánh thêm. Chẳng hạn như tôi muốn tìm về bệnh miệng chẳng hạn. Ở đây là một miệng và răng là những cái chứng bệnh phải nói một cách là
một cái vệ sinh sạch sẽ mà chúng ta cần biết thường ngày để giữ gìn cho con em chúng ta. Thì ở đây quý vị có thể đánh vào chữ miệng và răng, mouth and teeth. Quý vị đánh vào đó. Thì sau khi quý vị đánh vào đó thì quý vị kéo từ bên phải đi xuống. Thì quý vị chọn vào răng cho nhi đồng ha. Răng và sức khỏe cho nhi đồng. Sau khi quý vị kéo xuống thì quý vị cũng kéo xuống từ ở bên tay phải, ở bên này xuống. Thì quý vị sẽ thấy cái phần ngôn ngữ ở bên này là có tiếng Việt. Quý vị đánh vào đây. Tiếng Việt. Thì cái phần tiếng Việt thì họ có giải thích rõ ràng cho chúng ta về cái chứng sâu răng. Thì quý vị đánh vào đây. Thì quý vị sẽ thấy tại sao cái biển sâu răng nơi trẻ nhỏ. Thì quý vị sẽ tìm hiểu thêm về bệnh sâu răng. Thì đây là một trong những cái ví dụ mà chúng tôi hướng dẫn quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu thêm những cái chứng bệnh khác bằng cách trở lại vào trang đầu, đánh vào chữ Health Topic, và quý vị tìm hiểu thêm những cái chứng bệnh khác về máu, về xương, về óc, về tất cả những cái căn bệnh khác mà chúng ta cần biết thêm. Xin cảm ơn quý vị. Chào quý vị, sau đây chúng tôi hướng dẫn thêm cho quý vị một website mà quý vị có thể vào đó để coi thêm và tìm hiểu thêm cái bệnh lý của chính mình hoặc là cho gia đình và người thân. Quý vị có thể lên mạng lưới và đánh vào chữ www.ethnormed.org. Quý vị bấm Enter. Sau quý vị vào đây thì chúng tôi xin đọc lại thêm một lần nữa. Quý vị có thể đánh vào www.ethnormed.org. Quý vị bấm Enter. Sau khi quý vị vào đây thì quý vị sẽ thấy ở trên này có hàng chữ Cultures, Clinical Topics, Patient Education, Cross Cultural Health Calendar. Thì quý vị bấm vào Patient Education để tìm hiểu về bệnh lý nha quý vị. Quý vị bấm vào đây. Ở đây thì quý vị sẽ thấy, quý vị kéo xuống và quý vị sẽ thấy nhiều ngôn ngữ khác nhau ở đây. Và bên này là những cái chứng bệnh hàng ngày xảy ra cho chúng ta. Thì quý vị có thể bấm vào tiếng Việt là Vietnamese ha. Thì sau khi quý vị chấm vào đây thì quý vị thấy có nhiều cái chứng bệnh, ví dụ giống bệnh cảm cúm chẳng hạn, nhưng mà có những cái căn bệnh rất là thông thường mà chúng ta có thể nhanh chóng, quý vị không phải tìm lâu. Quý vị có thể đánh vào ở bên góc ở phía bên tay phải, quý vị bấm lên cái hộp ở trên đó và quý vị có thể bấm vào ví dụ cái bệnh phổi là bệnh phổ biến trong cộng đồng người Việt, thì chúng ta có thể đánh vào chữ phổi là lung ha. Thì quý vị bấm vào đó, thì quý vị bấm search. Thì sau khi quý vị bấm vào đó thì quý vị thấy ví dụ bệnh phổi, ung thư phổi chẳng hạn, thì quý vị bấm vào ung thư phổi và quý thấy vì thấy hiện lên ở đây là cái bệnh phổi như thế nào bằng tiếng Việt, thì quý vị có thể bấm vào đó và quý thể tìm hiểu thêm. Bên đây quý vị thấy chữ tiếng Việt, quý vị bấm vào đó và quý vị sẽ thấy đây người ta sẽ hướng dẫn như thế nào để mà đừng có hút thuốc nữa ảnh hưởng tới phổi, hoặc là biopsy bằng tiếng Việt
biopsy để là người ta bỏ vào trong ruột một cái người bệnh ở giấu vào trong phổi để người ta lấy ra một mẫu để người ta thí nghiệm coi thử người đó có thật sự bị triệu chứng ung thư phổi hay là không. Thì quý vị có thể ví dụ quý vị có thể đánh vào đó thì quý vị sẽ thấy đây. Đây là những cái tin tức về cái biopsy cho cái căn bệnh phổi và người ta lấy mẫu như thế nào. Quý vị có thể tìm hiểu thêm những cái căn bệnh khác, ví dụ giống như là bệnh gan chẳng hạn, thì quý vị đánh vào đây liver. Gan, ví dụ bây giờ là viêm gan B chẳng hạn, đó là những cái căn bệnh cũng rất là phổ biến, thì quý vị bấm vào đó. Thì quý vị sẽ thấy ở đây, quý vị đánh vào đó thì quý vị sẽ thấy thêm phần tiếng Việt. Trên này phần giải thích của người ta là viêm gan siêu VB và những điều chúng ta nên làm bằng tiếng Việt. Thì quý vị sẽ đọc đây và quý vị tìm hiểu thêm. Trên này bằng song ngữ vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt để cho con em chúng ta có thể hiểu biết thêm nhé. Đó. Và quý vị sẽ trở lại bằng trang đầu bằng cách tìm hiểu thêm những cái chứng bệnh khác. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một cái mạng lưới khác để quý vị có thể vào để tìm hiểu thêm về những cái bệnh lý cho bản thân mình cũng giống như cho người thân. Xin quý vị vào mạng lưới và đánh vào chữ H E A L T H R E A C H chấm N L M chấm N I H chấm R O V. Quý vị bấm Enter. Chúng tôi xin đọc lại. Quý vị vào màn và đánh chữ H E A L H R E A C H chấm N L M chấm N I H chấm R O V. Sau đây quý vị sẽ thấy, ở đây quý vị sẽ thấy cái chữ search và quý vị có thể đánh vào một cái chứng bệnh nào đó mà quý vị nghĩ để vì có thể tìm hiểu thêm. Ví dụ quý vị đánh vào đó, vào đây cái bệnh chẳng hạn như bệnh tiểu đường là một cái bệnh cũng rất là thông thường ngày hôm nay. Quý vị đánh vào chữ D I A B E T E S và quý vị có thể chọn ở dưới đây thì có nhiều ngôn ngữ khác nhau. Quý vị có thể chọn tiếng Việt. Và quý vị bấm search. Rồi, sau khi quý vị bấm thì quý vị kéo xuống cái chứng bệnh tiểu đường bằng có thể quý vị có thể ý ở đây có cái chữ document và đây có chữ video. Document quý vị bấm vào đây thì quý vị có thể đọc để tìm hiểu thêm. Ví dụ cách thức ăn uống của người cái bệnh tiểu đường như thế nào. Và ở đây có tiếng Việt, quý vị bấm tiếng Việt. Thì ở đây họ có sẵn sàng giúp quý vị cách ăn uống bằng hoạch định bữa ăn căn bản của người bệnh tiểu đường một cách lành mạnh. Thì quý vị kéo xuống ở bên phải này thì quý vị sẽ tìm thấy nhiều hơn tin tức về cách ăn uống bằng song ngữ vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Rồi chúng tôi sẽ giúp quý vị xin lỗi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị trở lại để tìm thêm một cái căn bệnh khác
mà ví dụ như bình thân chẳng hạn, tôi đánh vào đây chữ K I D N E R và tôi bấm vào đây và kéo xuống bằng tiếng Việt. Quý vị bấm search. Ở đây quý vị sẽ thấy chúng ta có tiếng Việt ở đây và tiếng Việt ở đây và tiếng Việt ở đây. Tất cả những cái tin thông tin ở đây thì vị có thể biết được về cái căn bệnh thần như thế nào. Thì ví dụ chúng tôi bấm vào đây thì chúng tôi sẽ thấy tiếng Việt ở đây. Quý vị bấm vào đó, chúng tôi sẽ thấy ở đây thì người ta cho quý vị biết tin tức về bình thần như thế nào. Ở cái thông tin về khoa quang tuyến bằng phương pháp siêu âm ha, thì quý vị bấm vào đó và quý vị sẽ thấy. Và sau đây cứ như vậy, tiếp tục quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách trở lại đầu tiên để quý vị có thể tìm hiểu thêm về những cái căn bệnh khác nhau. Mong rằng quý vị sẽ tìm hiểu được nhiều tin tức khác mà quý vị cần biết ở trên trang mạng này. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị. Sau khi sử dụng ba website này, tôi hy vọng chúng đã giúp quý vị hiểu biết thêm về sức khỏe của quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin bất cứ lúc nào quý vị cần. Tất cả những thông tin đó sẽ giúp quý vị hiểu biết hơn về sức khỏe của quý vị và gia đình trước khi tham khảo với bác sĩ để quyết định một sự việc nào đó liên quan đến sức khỏe của quý vị. Xin quý vị vui lòng thường xuyên dùng đến những cái thông tin này về y khoa qua ba trang mạng này. Hy vọng chúng là những phần hữu ích rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Xin cảm ơn thời gian quý báu của quý vị. Xin cảm ơn.